Đấu trường ngoại hạng 2021 đã trở nên sôi động hơn khi có sự tham chiến của các đội MDRC đến từ các GA Hồ Chí Minh. MDRC Hồ Chí Minh đang nhiệt quyết để phát triển được nhiều MDRC, COT, TOT. Chiến lược của Hồ Chí Minh 8 chúng tôi chính là phát triển nhiều cấp quản lý giỏi, nhiều chuyên viên tư vấn giỏi và đội ngũ hỗ trợ kinh doanh giàu kinh nghiệm với lực lượng nhân tài đặc hơn đẳng cấp cho câu lạc bộ MDRC. Với thành tích 5 năm liên tiếp đạt MAT từ 2016 đến 2021, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của chính mình đến với các thành viên nhằm để giúp họ có thể định hướng được công việc cần làm để hoàn thành mục tiêu. Và quan trọng hơn hết đó là truyền ngọn lửa khao khát chiến thắng của bản thân tôi để góp những ánh lửa nhỏ để thổi bùng lên sự quyết tâm của các thành viên. Tôi tin rằng Hồ Chí Minh 8 sẽ chiến thắng. Đến tháng 5 năm 2021, văn phòng Hồ Chí Minh 8 đã có 20 MAT tiềm năng đạt được từ 70% tiến độ trở lên. Tôi rất tự tin vô đội ngũ nhân tài, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. Chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực 200% để giành lấy 100% chiến thắng. Cam kết hành động quyết liệt với tinh thần máu lửa, GA Hồ Chí Minh 8 đang tăng tốc mạnh mẽ để về đích nhanh chóng. Mục tiêu của Hồ Chí Minh 8 năm 2021 là văn phòng thuộc top 3 miền Nam về FYP và văn phòng chiến thắng đấu trường ngoại hạng lần này. Chúng tôi sẽ chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Đỉnh cao danh vọng đang chờ đón các biệt đội tinh hoa tỏa sáng. Xin chúc cho MDRC Hồ Chí Minh 8 chân cứng đá mềm, đánh bại mọi thử thách.